Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thời gian qua, mạng xã hội liên tục xuất hiện các trend truy tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan. Mới nhất là trend giả hình ảnh về việc bà Trương Mỹ Lan chuyển khoản 673.000 tỷ đồng một số tài khoản mạng xã hội đã lợi dụng trend này tạo những đường link để hack Facebook của người dùng hoặc đường link để câu dẫn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy việc chế ảnh chuyển khoản này có vi phạm pháp luật hay không? Hơn nữa, các đối tượng lợi dụng việc làm này để lừa đảo thì sẽ bị xử phạt thế nào? Luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, chắc chắn là giả bởi hiện nay ngân hàng chỉ cho phép giao dịch chuyển khoản trong một ngày tối đa vài chục tỷ hoặc vài tỷ tùy vào mỗi ngân hàng. Vấn đề này có thể chia ra nhiều trường hợp. Trường hợp thứ nhất, trong hình ảnh này, tên của ngân hàng được che đi, đồng thời không sử dụng hình ảnh của bà Trương Mỹ Lan thì chỉ xem là trò đùa vui vẻ, không thể xử phạt gì được, vì thực tế cuộc sống có rất nhiều bà Trương Mỹ Lan. Trường hợp thứ hai, trong hình ảnh có đầy đủ tên ngân hàng tên bà Trương Mỹ Lan đặc định cụ thể trong vụ án vạn thịnh phát thì chuyện không dừng ở trò đùa nữa. Khi đó, căn cứ Điều 5 Nghị định 72 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, thì các hành vi lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, Xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, giả mạo tổ chức cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đều là các hành vi bị cấm. Những hành vi tung tin đồn không đúng sự thật này sẽ căn cứ vào mức độ ảnh hưởng mà có thể xử lý theo các quy định pháp luật, căn cứ tại các điều 99, điều 100 và điều 102 Nghị định 15 năm 2020, tùy thuộc vào các hành vi vi phạm cụ thể cũng như tính chất và mức độ vi phạm, các hành vi này có thể bị xử phạt từ 100 đến 50 triệu đồng đối với các tổ chức vi phạm và từ 5 đến 25 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm. Trường hợp mục đích làm giả hình ảnh chuyển khoản này để thực hiện hành vi lừa đảo gian lận nhằm chiếm đoạt tiền người khác thì sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng, khoản 1 điều 15 nghị định 144 năm 2021. Bên cạnh đó, người vi phạm còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Ngoài ra, nếu có dấu hiệu hình sự thì người phạm tội có thể bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù trung thân, tùy thuộc mức độ nghiêm trọng và hậu quả gây ra của hành vi. Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quý Thanh, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích bước vào phần luận tội và đề nghị án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại phần xét hỏi chiều ngày 23 tháng 4, chủ tọa công bố đơn của bà Đặng Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Anh Đồng Nai gửi đến tòa. Bà Anh xin xét xử vắng mặt. Theo đơn, bà Anh cho biết có vay của ông Thanh 500 tỷ đồng. Đến ngày 12 tháng 8 năm 2020, bà Anh đã trả lãi và phạt 185 tỷ đồng và trả nợ gốc 150 tỷ. Do ông Thanh tính lãi và phạt vi phạm vượt quá quy định của pháp luật là 114,3 tỷ đồng. Phần lãi suất vượt quá quy định này được đối trừ vào khoản nợ gốc là 350 tỷ đồng. Đơn của bà Anh cũng nêu, bà Anh đề nghị tòa tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trước đó với phía ông Thanh và bà Anh sẽ trả lại số tiền đã nhận còn thiếu 235,7 tỷ đồng. Bà Anh nhận lại hai dự án. Sau khi công bố đơn của bà Anh, hội đồng xét xử hỏi ý kiến ông Thanh về yêu cầu của bà Anh. Trả lời hội đồng xét xử, ông Thanh đề nghị tòa án tách ra để giải quyết bằng một vụ án dân sự về bị hại Nguyễn Văn Chung theo hồ sơ vụ án, ông Chung ký hợp đồng vay của bị cáo Thanh 35 tỷ đồng nhưng thực tế chỉ được nhận hơn 30 tỷ đồng vì bị trừ trước 3 tháng tiền lãi ban đầu và phí môi giới. Để vay được tiền, ông phải ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất hơn 2.400m2 cho Trần Uyên Phương, con ông Thanh. Sau khi làm thủ tục tách thửa đất này thành 29 thửa nhỏ, ông Nguyễn Văn Trung còn phải làm thủ tục sang tên cho bị cáo Phương. Khi lo đủ tiền 35 tỷ đồng để chuộc lại thì ông Thanh không đồng ý. Chủ tòa hỏi, tại sao ông không thế chấp tài sản mà lại đi chuyển nhượng? Mình thấy không ổn thì thôi, đằng này biết nguy cơ mất tài sản nhưng sao vẫn chấp nhận. Ông Trung đáp, lúc đó bị cáo tin tưởng ông Thanh là người uy tín. Theo chủ tọa, lý do thực sự là các bị hại đã chấp nhận rủi ro. Trên thực tế có rất nhiều các giao dịch tương tự như vậy và bị hại cũng có một phần lỗi chủ tọa cho biết nếu không có các giao dịch chuyển tiền rất rõ ràng mà giao dịch bằng tiền mặt thì cơ quan tố tụng cũng không có căn cứ xử lý các bị cáo cũng như căn cứ để bảo vệ quyền lợi của bị hại trong vụ này cơ quan điều tra phải rất công phu mới tìm ra các chứng cứ Mới đây, Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, trú tại tổ 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, quy định tại khoản 3 điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015. Trần Mạnh Hùng là nhân viên cân băng liệu của công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái. Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành các quyết định lệnh tố tụng nêu trên. Công an đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trần Mạnh Hùng cũng như những vi phạm của các cá nhân tổ chức liên quan. Trước đó như đã đưa tin, lúc 13 giờ 30 ngày 22 tháng 4, tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 10 người thương vong. Danh tính 7 người tử vong được xác định gồm: Nông Văn Toản, xã Xuân Lai, Nông Văn Thuật, xã Xuân Lai, Mai Thiên Hoàng, xã Xuân Lai, Lê Mạnh Cường, xã Yên Bình, Phạm Xuân Trường, xã Thịnh Hưng cùng huyện Yên Bình, Phạm Ngọc Linh, thành phố Yên Bái, Nguyễn Danh Mạnh, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Ba người bị thương gồm nông Văn Tuân, xã Tân Nguyên, Phạm Minh Dương, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, Phạm Ngọc Long, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa, chưa có dấu hiệu tác động khách quan. Sau khi xảy ra vụ việc, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo lực lượng công an tỉnh khẩn trương thực hiện các biện pháp điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm. Tỉnh cũng tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 18 triệu đồng, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 4 triệu đồng. Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái hỗ trợ gia đình có người tử vong 200 triệu đồng, nạn nhân bị thương 50 triệu đồng. Mới đây, ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết, Công an huyện đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ phụ huynh đến trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình đánh cô giáo. Đoạn clip sau đó được tung lên mạng xã hội. Theo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tân Thạnh, lúc 14 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4, cô N, 35 tuổi, giáo viên lớp 1A, tại điểm cây sao thuộc trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình, dùng thước tác động 5 lần vào phía bên tay trái của một học sinh nam Nguyên nhân là trong giờ toán, học sinh này không chịu làm bài, không chịu giơ tay thực hiện phép tính, không thực hiện cộng trừ theo hướng dẫn của cô N. Sau khi tác động vào tay học sinh bằng thước, cô N cảm thấy có lỗi nên liên lạc nhiều lần với mẹ em này để xin lỗi nhưng phụ huynh không nghe máy. Ngay khi tan trường, cô N đứng ở cổng trường chờ chị gái của nam học sinh để xin lỗi và được người này đồng ý. Tuy nhiên, lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, mẹ của nam học sinh bị đánh là bà S cùng hai người khác một nam một nữ đến trụ sở chính của trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình tấn công cô N. Trước sự chứng kiến của nhiều thầy cô giáo và ban giám hiệu nhà trường, cụ thể bà S la lớn, tại sao cô đánh con tôi, rồi bạt tay cô N, cô N không phản kháng. Trong lúc đó, hai người đi theo bà S cũng định vừa quay clip vừa xông vào tấn công cô N, nhưng được hiệu trưởng nhà trường và các đồng nghiệp cô N gắt ngăn. Ngày 6 tháng 4, Ban giám hiệu trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình ra quyết định kỷ luật cô N với hình thức khiển trách và luân chuyển đến trường khác để giảng dạy. Phía phụ huynh của nam học sinh bị đánh yêu cầu cô N phải đến gia đình họ để nói chuyện thì sẽ không truy cứu nữa. Ngày 3 tháng 4, gia đình bà S đã đưa nam sinh hát đến Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán cháu hát bị chấn thương phần mềm, rối loạn tiêu hóa. Đồng thời, gia đình phát hiện cháu hát bị xây sát vùng da vai trái, bàn tay trái, cẳng tay có nhiều vết bầm, hàm trái của cháu sưng đỏ. Bác sĩ đã kê đơn thuốc và cho cháu hát điều trị ngoại trú. Về phía cô N, ngày 8 tháng 4 phải nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An và nằm viện. Đến nay, sức khỏe đã tạm ổn. Nam học sinh bị cô N đánh cũng đã đi học lại bình thường. Ông Lê Thanh Đông cho biết thêm, cô N đã cùng đoàn công tác của huyện đến nhà phụ huynh nói trên để làm việc. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh cũng đã có báo cáo toàn bộ vụ việc về Sở Giáo dục Đào tạo Long An. Riêng công an huyện này đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phụ huynh đánh cô giáo N. Sau khi thông tin vụ việc trên được loan truyền, nhiều người cho rằng phụ huynh đánh giáo viên ngay tại trường, dù với bất kỳ lý do gì cũng không thể chấp nhận được. Một số ý kiến cho rằng về phía nhà trường cũng cần phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo của cô giáo N.